Mom, Dad, me, and my brother. What's his name? It's Andy. And my mom and dad, my dad's not eating blue raspberry, but he's drinking coffee. Me and my brother is eating blue raspberries, and my mom too. And this is where I put my hat. And this is, you just put a pot. And this is my playroom. Yeah. Gì nữa? Thế thế rồi à? Tại sao cái kia là cái gì mà to thế? Cái playroom gì mà to thế? I need to look at this playroom. Okay. Okay. Cool, huh? Thế bố đang làm gì? Đang uống coffee xong đi làm. Xong đi làm. Okay. Thế mommy đang làm gì? Mẹ, tí nữa mẹ cần ăn cái này. Cái đấy là gì? Blue raspberry. Okay. Thế Moon đang làm gì? Tí nữa mẹ cần ăn blue raspberry nữa. Gì nữa? Xong làm gì? Xong brother của Moon ăn đi ăn cái này nữa. Tí nữa. Thế Moon làm gì? Moon ngồi đấy nó Moon làm gì? Moon chỉ cho cơm chín xong Moon ăn, xong Moon ăn cái này. Không muốn không chơi gì à? Muốn chơi vào đây mà. Muốn vào đấy muốn chơi á? Không chơi ở ngoài kia à? I don't have a garden. Just kidding. Okay. Hả? I'm trying to help Mario. I made something